Chương 41 Bắt xà cùng con mồi Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio Linh lung cùng thạch đậu đậu quen việc dễ làm hướng giựt xà vị trí tiến đến Tiếp cận hai canh giờ, bọn họ đuổi tới địa phương, che giấu khí tức, ẩn núp tốt quan sát Cái kia to lớn giựt xà vẫn cùng tại cửa hang So với phía trước nhìn thấy lúc càng cảnh giác Tiểu hoàng tỷ, muốn làm sao? Linh lung xem bên dưới chu vi tìm kiếm thích hợp săn vết sân bãi. Động cuộc phía trước khẳng định không được, cái kia là giựt xà cửa ra vào, cũng không thích hợp bọn họ triển khai công kích. Lại sự tình vừa có không đúng, giựt xà quay người chui vào động cuộc, bọn họ liền thúc thủ vô sách. Tìm chốc lát, nàng một chỉ lần trước thạch đậu đậu dẫn xuất giựt xà địa phương. Liền tại cái kia, ta trước tiên bố trí, đợi chút ngươi đem nó dẫn ra. Lặng lẽ sau đó lui về nơi đó, từ trong ngọc bội xuất ra năm khối hạ phẩm linh thạch. Tại bí ẩn đóng có bên dưới, đem linh thạch lấy một loại đơn giản ngũ hành trận đồ án bày thả. Đây là tu hành giới đơn giản nhất trận pháp, có thể đem linh thạch lực lượng có hơi tăng cường. Trước đây phụ thân nàng gọi nàng. Giang Phạm không có truyền qua nàng trận pháp phương diện tri thức. Nguyên nhân sao, Giang Phạm chính mình cũng sẽ không. Đương nhiên Linh Lung bản thân sẽ không như thế nghĩ nàng chỉ có thể cảm thấy đây là sư phụ sợ chính mình tham thì thâm, nguyên thần quyết bản thân liền cao thâm, lại truyền trận pháp, sợ ảnh hưởng chính mình tốc độ tu luyện. Nàng lại tại mỗi khối linh thạch ép xuống một trương phù triện, cạm bẫy đơn giản liền bố trí xong. Về sau, nàng một cái vọt lên trốn ở càng phía sau một gốc thân cây về sau, chiêu chiêu tay. Đậu đậu, chuẩn bị động thủ. Thạch đậu đậu sắc mặt có chút phát bạch bản thân hắn đối với săn dết dực xà liền không có căn nguyên. Là gắn gượng theo tới. Nhưng hiện tại tình thế cũng đã cưỡi hộ khó bên dưới, hắn hít sâu khẩu khí, quyết tâm liều mạng. Sợ cái ấm, chết thì chết, càng chết lớn cũng không phải không có làm qua. Hắn chạy đến trung ương trận pháp, học lấy lần trước, phát ra trầm thấp khàn giọng tiếng. Hắn lần này giọng điệu hơi không giống. Lần trước hắn mô phỏng thư xà tìm phối ngẫu, lần này là tại mô phỏng cái khác một đầu công xà khiêu khích. đương nhiên, linh lung hoàn toàn nghe không hiểu khác biệt, nhưng dực xà phản ứng cũng cô cùng kịch liệt. đang nghe cái này thanh âm đồng thời, mắt trắng bên trong hung quang lóe lên, hí lên lấy xông qua đến. vượt qua quái thạch, nó thân hình khổng lồ chèo chống, trước tiên chứng kiến thạch đậu đậu. một con mắt liền nhận ra hắn là lần trước hai người một trong, lửa giận cháy lên vậy mà còn dám tới. Một tiếng hét to, cổng cánh mở rộng, như gió đồng dạng sông lên. Thạch đậu đậu bị dọa hoa hoa kêu to, quay người liền hướng phía sau chạy. Nhưng tốc độ của hắn lại thế nào so đến quá dực xa. Loại này cự ly, mắt thấy liền trốn không thoát. Trốn ở phía sau cây linh lung ánh mắt ngưng tụ. Chính là hiện tại. Dực xa thân thể khổng lồ, vừa vặn bước vào trong trận nhất thời năm đạo cột sáng sáng lên, năng lượng khổng lồ vừa đi vừa về khuấy động. Trước tiên vọc lên, chính là một đạo cột lửa ngất trời. Dược xa không có phòng bị liền bị bao phủ. Tiếng ầm ầm bên trong, biết hỏa trụ thẳng hướng tầng mây, ở phía xa xem ra, hình thành tráng lệ một mạng. Linh lung biết rõ lẫn nhau thực lực sai biệt. Vì thế tại ngay từ đầu liền bên dưới máu bản. Đem gian phạm cho nàng luyện khí chín tầng phù triện năm tấm dùng tại nơi này cực nóng trong cột lửa, giựt xà gào thét liên tục. Nó thiết thực cảm nhận được thống khổ. Nhưng loại trình độ này còn chưa đủ lấy muốn nó mạng. Mạnh đại nguyên khí gần sóng bản thân thường tán mở, tiếp theo một cái chớp mắt co vào, sau đó đột nhiên bộc phát. Âm. Hỏa trụ bị tách ra, hóa thành từng cái từng cái hỏa cầu bốn phía, rơi vào tan mộc trong rừng, nhất thời cháy lên đại hỏa, đồng thời nhanh chóng khuếch tán. Dược xà nhã ra lưỡi rắn, trên thân xuất hiện mảng lớn bỏng, mắt lộ ra hung quang. Nhưng còn xa chưa kết thúc. Hỏa trụ mới vừa tan, oanh một tiếng, lôi đình hiển hiện. Sớm chôn xong một khối linh sơn hóa thành vỡ nát, bị áp phù triện cũng không gió tự cháy. Chân trời, trời trong tiếng sấm, phản phất như là như thiên địa gào thét. Lôi đình có độ lớn bằng vải nước, căn bản không kịp phản ứng, liền ầm ầm rơi vào vực xa đỉnh đầu một tiếng rõ ràng mang theo kêu thảm hí lên vang lên. Dược xà thân hình khổng lồ bị hung hăng bổ tới trên mặt đất, một đám khói trắng dâng lên. Đại địa đều ở đây đạo lôi đình bên dưới nứt ra. Bất cứ lúc nào, lôi đình đều là đúng yêu thú hữu hiệu nhất sát thương thủ đoạn. Liên tục hai lần công kích, dược xà tiếp nhận trọng thương. Nhưng vẫn không chết đi. Tương phản, nó hung tính càng tăng lên, sốt ruột hắc xà vẫy bên dưới, thanh quan hiển hiện. hiện mảng lớn thương thế cuối cùng khôi phục nhanh chóng. Đại hoang yêu thú, rất nhiều đều có viễn cổ thần thú huyết mạch, tự mang thiên phú thần thông. So với ngoại giới cùng giai yêu thú càng cường đại. Nó mắt trắng ngưng tụ, trực tiếp khóa chặt một gốc tan mộc, thân cây về sau, Linh Lung đang ẩn thân nơi này. Quả nhiên không được sao. Linh Lung thấp giọng nói, nhưng không thấy kinh hoảng. Lúc này, đột nhiên truyền đến một trận cổ quái tiếng nhạc, thanh âm cổ điển, có chút chói tai. Dược xà nghe nói, ngừng lại lộ ra thần sắc thống khổ. Linh lung sững sờ, hướng một phương hướng khác nhìn lại. Hiển hách gặp thạch đậu đậu chẳng biết lúc nào xuất hiện, trong tay bưng lấy một cái xương cốt trèn luyện tương tự huyên nhạc khí. Hắn thổi dùng sức, cái trán cũng đã rướng mồ hôi, dùng mắt thần triều linh lung ra hiệu. Linh lung lĩnh sẽ, hướng Dực xà bên cạnh một chỉ. Nhất thời, mặt khác ba khỏa linh thạch vỡ nát, ba tấm phù triện dâng lên. Lần này, phù triện không có tự đốt. Ngược lại là nguyên khí hội tụ, một cái hô hấp, một cái từ khô mộc tạo thành thụ nhân rơi xuống đất. Một cái khác, quái thạch bay tán loạn, bị hấp dẫn tụ lại, hóa thành một cái thạch nhân. Cuối cùng một cái, đây là oanh một thoáng cháy lên, hóa thành một hỏa nhân. Khôi lỗi phù. Cũng là linh lung chuẩn bị đòn sát thủ ba cái khoảng chừng luyện khí chín tầng thực lực khối lỗi. Thừa dịp dực xà bị tiếng huyên quấy nhiễu, ba cái khối lỗi đồng thời xông lên. Một nhân vung lên tay, phô thiên cái địa chồng gai đâm thẳng cổ rắn. Hỏa nhân là vung tay, một đạo hỏa diễm khí buông thả quét ngang mà ra. Thạch nhân dứt khoát mang theo thế như vạn tấn, mạnh mẽ đâm tới đi qua. Dực xà trong mắt hiển hiện bực bội, đuôi rắn vỗ vào địa bàn, phản phất như là như địa chấn. Nó một tiếng hí lên, thanh âm đột nhiên thay đổi, bén nhọn chói tai. Linh lung kêu lên, vội vàng che lỗ tai. Thạch đậu đậu là càng bất kham, sắc mặt phi thay đổi, một tiếng hét thảm té nhào trên mặt đất, tiếng huyên câm nhưng mà dừng lại. Cái này cũng chưa tính, hắn khuôn mặt nhỏ thảm bạch, a à phun ra một ngụm máu tươi. Cúi đầu nhìn lại, ngay cả trong tay cổ huyên đều nứt ra một cái khe, nhất thời khóc không ra nước mắt. Bên này, ba đạo khối lỗi tiếp cận, vẫy trắng dựng thẳng lên, mũi gai nhọn bên trong, nhao nhao bẻ gãy, nhưng lại không có pháp đâm trách vẫy trắng phòng ngự. Hỏa diễm cũng đánh tới, dược xà căn bản không đi tránh né, lấy nó thân thể cũng khó có thể tránh né. Dùng phía sau lưng cứng trắng tiếp, cái đuôi lại mang theo tàn ảnh quét ra, ầm một tiếng, hỏa diễm khối lỗi bị hung hăng đánh trúng, rơi trên mặt đất, hỏa diễm đều tan rã mấy phần. Thạch khôi lỗi vọt tới, đem dược xà đụng một cái lão đảo nhưng nó vẫn chưa nhận đến đã kích trí mạng, ngược lại một cái xoay quanh, dùng thân hình khổng lồ đem thạch khôi lỗi cuốn một cuốn, để mặc cho dãy dụ như thế nào, cũng không cách nào tránh thoát. Linh lung sắc mặt thay đổi, đầu này giật xà cường hãng vượt quá nàng đoán trước. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 42 Điên cuồng hành vi Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Luyện khí chính tầng, thần biến cái gì gọi là thần biến, từ người hướng thần chuyển biến. Cũng là luyện khí kỳ bên trong, tu vi chênh lệch rất lớn một cảnh giới. Đều là thần biến cảnh, có ít người bản cường giả, đó là có thể không chút nào phân rõ phải trái đem cùng dai miễu sát. Bởi vì nguyên khí hội tụ, bản thân liền là hóa hồ vì biển quá trình bên trong. Góp nhặt nguyên khí càng nhiều, thực lực lại càng mạnh. Lại bởi vì thiên phú, công pháp, thần thông, pháp bảo, đợi một chút vì tố ảnh vang. Thành tựu ngày đêm khác biệt thực lực sai biệt. Cũng tỉ như cái này ba cái khối lỗi, tương đương với phổ thông luyện khí chính tầng cường giả. Dược xa cũng đã nửa bước thần thông cảnh cường giả, nếu không có phía trước bị thiên hỏa cùng thiên lôi trọng thương, chỉ ba cái khối lỗi căn bản không cách nào đối với nó tạo thành uy hiếp. Linh Lung cũng phát hiện. Chính mình giống như lầm những cái này phụ cách dùng. Nàng ánh mắt ngưng lại, trong lòng tính toán lên. Hiện tại trong tay còn có một Trương Thiên Hỏa phù cùng một Trương Thiên Lôi phù. Coi như sử dụng, tại Dực Xà có cảnh giác tình huống bên dưới cũng khó đánh giết. Còn lại hai tấm thần hành phù là chạy trốn dùng. Tiểu Hoàng tỷ, đầu này Dực Xà quá hung mãnh, chúng ta nhân lúc hiện tại chạy đi. Bên mình vang lên thanh âm, Thạch Đậu đậu sắc mặt thương bạch đi tới bên người nàng, xem ra vừa rồi cái kia một thoáng tổn thương không nhẹ. Linh Lung sắc mặt là trang nghiêm, thấp giọng nói: ngươi tìm được trước khoảng cách an toàn trốn đi, ta thử lại lần nữa. Nàng từ trên cây khe khẽ nhảy xuống. ầm một tiếng, thạch khôi lỗi bị cự lực quét bay, trong tiếng nổ liên tục đụng gãy bảy khỏa tan mộc, hòn đá không ngừng tróc ra. Tình thế đã rất rõ ràng, ba cái khối lỗi bị thua chẳng qua là vấn đề thời gian. Rừng rậm thế lửa càng ngày càng lớn, không ngừng bốc hơi hơi nước tụ hợp vào trên không. Linh lung hít sâu khẩu khí, thừa dịp khối lỗi ngăn chặn dực xà, nàng điều động thể nội thủy chút nguyên khí, hóa thành một đạo lâm nhạc hào quang sông vào chân trời. Sắc mặt, vô cùng ngưng trọng. Nàng cũng không xác định có thể thành công hay không, nếu không thể, nàng tức khắc liền lấy ra thần hành phù chuẩn bị chạy đi. Tương đương so với, vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Thủy chút nguyên khí chui vào tầng mây, vẹn vẹn vài cái hô hấp, hào quang tối sầm lại, chân trời ô vân hội tụ linh lung sắc mặt vui vẻ thành công đại hoang nhiều núi sơn lâm vốn nhiều mưa lại thêm rừng rậm đại hỏa đem rất nhiều giọt sương bốc hơi đến giữa không trung chỉ cần muốn nàng nguyên khí thoáng dẫn đạo tức khắc liền có thể hình thành một trận bạo vũ càng chưa nói nàng nguyên thần quyết bản thân liền là long tộc công pháp diễn biến mà đến bất luận cái gì long tộc trời sinh liền có hành vân bố trí vũ thần thông thạch đậu đậu ngẩng đầu một giọt mưa châu rơi vào hắn gương mặt, sát theo đó. Rầm rầm. Toàn bộ rừng rậm đều bị bạo vũ bao phủ. Thạch đậu đậu nghi hoặc, tiểu hoàng tỷ dẫn phát trận này bạo vũ làm cái gì? Âm âm. Lôi đình chợt hiện, từ xa mà đến gần, cuồn cuộn mà đến. Dược xa một thanh cắn lấy một khối lỗi trên thân thể, không ngừng hất đầu. Để mặc cho một khối lỗi dãy dội như thế nào, cũng khó có thể tránh thoát. Theo lực cắn tăng cường, thân thể trong nháy mắt hóa thành cành khô vỡ vụn. Đứng đầu trung tâm phù triện sáng lên. Dược xa hình như có cảm giác, tại một khối lỗi tự bạo phía trước trong nháy mắt đưa nó hất ra. Một đoàn mãnh liệt thanh quan nổ tung, dư âm khuếch tán. Linh lung càng thêm ngưng trọng một điểm, ánh mắt quét nhẹ, còn lại hai cái khối lỗi tình huống cũng mười phần chật vật, chống đỡ không quá lâu. Nhất định phải động thủ. Nàng hít sâu khẩu khí, trong tay xuất ra cuối cùng một trương thiên lôi phù. Trên tay một dẫn, chỉ huy mặt khác hai cái khối lỗi như tự sát hướng dực xà đánh tới. Nàng là như thiểm điện đem lôi phù ném ra ngoài. Chớp mắt, lôi phù bay vào giữa không trung. Thạch đậu đậu mở to mắt. Đây là muốn làm gì? Âm. Một đạo thiên lôi nhận đến lôi phù hấp dẫn, tự nhiên bổ vào bên trên hắn. Tiếng âm âm xuất hiện, trong nháy mắt, thiên địa phản phất như là như ban ngày, chiếu rọi đông đảo. Vốn liền có luyện khí chính tầng uy lực thiên lôi phù, lại phối hợp chân chính lôi đình, hóa thành một đạo ngân hồ từ chân trời rủ xuống. Tự như xa cổ lôi thần gào thét. Lực lượng đã đạt nửa bước thần thông. Như cũ không đủ. Phía dưới linh lung chẳng biết lúc nào xuất ra ngọc phù trần, nước mưa mờ nhạt nạn ánh mắt, nhưng ánh mắt đặc biệt tỉnh táo. Không chút do dự, mũi chân điểm một cái, thân ảnh phóng lên tận trời, mục tiêu rõ ràng là cái kia đạo hạ xuống từ trên trời ngân lôi. Ngọc Phù Trần vung lên, liền muốn chạm đến. Tiểu hoang Tỷ Thạch đậu đậu kinh hô, đột nhiên đứng lên, miệng theo bản năng mở rộng. Điên, đúng là điên. Phù Trần điện giật, địa giai pháp bảo thường phẩm uy lực hiển hiện, loại uy lực này lôi đình, cuối cùng không thể thương tổn mảy may. Linh lung tinh thần trước đó chưa từng có tập trung, kích phát đeo ngọc bội, vô hình lòng khí đưa nàng bảo hộ. Phù trần có thế miễn dịch lôi đình, nàng lại không được, loại này cự ly, bất luận cái gì một điểm sơ sẩy chính là hôi phi yên diệt. Sau đó, nàng dùng hết toàn lực huy động phù trần, đem ti chấp này hướng dực xà dẫn đi. Bản thân thì tại lôi đình trong dư âm bị đánh bay ra ngoài, nhanh chóng hạ xuống. Đi qua phù trần gia trì, vốn liền kinh khủng lôi đình uy lực lại tăng, đột phá luyện khí kỳ cực hạn, hóa thành thần thông cảnh kinh khủng thiên lôi. Phía dưới giựt xà lại giải quyết hỏa diễm khối lỗi, cảm nhận được uy hiếp, mạnh mẽ ngẩng đầu. Mắt trắng bên trong, ngân sắc thiên lôi tiếp cận. Nó rốt cục bối rối, điên cuồng hét to, đứng đấy vẫy trắng bên dưới, thanh quang nổ lên. Sau đó, một điểm hào quang bộc phát. Thiên địa trắng bệt. Lại không có cái khác nhan sắc. Thạch đậu đầu ẩn thân cây cối bị nhổ tận gốc người trên không trung, hắn gắt gao ông lấy trụ cột, không cho chính mình bị dư âm tung bay. Bên tai ông ông tác hưởng, không biết bao lâu. Thiên địa rốt cục chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Một đống toái thạch tàn nhánh bên trong, bóng người đứng lên. Linh lung lung lay có chút vù vù đầu, hướng lôi đình hạ xuống trung tâm nhìn lại, âm thầm liếu lưỡi. Toàn bộ tan một lâm một mảnh hỗn độn, biến mất hơn một nửa. Đại địa hóa thành đất khô cằn, còn có nhiệt khí bốc lên. Nơi trung tâm nhất, một cái hơn trăm mét hố to xuất hiện. Dược sa tàn phá thân thể lẳng lặng nằm tại bên trong đó, đã không có sinh cơ. Nhưng loại công kích này bên dưới nó cuối cùng không hoàn toàn bị bốc hơi, thấy rõ nó thân thể cường hãn đến loại tình trạng nào. Linh lung đi mấy bước, nhẹ giọng hô hoáng. Đậu đầu, đậu, đậu đậu, ngươi còn sống sao? Còn chưa có chết. Hư nhược thanh âm vang lên, linh lung vội vàng tìm đi qua tại một đống trong bụi đất đem hắn đào móc ra hắn phi 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 mấy tiếng toàn bộ trở thành thổ dân sau đó hai người đồng thời cười ra tiếng linh lung đứng dậy đừng ngốc cười đi trước lấy chu quả thạch đậu đậu gật đầu loại này bộ dáng còn cắn xuống ngón tay thèm không được không nghĩ tới lại thật thành công hai người đồng thời khởi hành nhanh chóng hướng hang rắn mà đến cũng liền tại hai người vừa mới tiến vào hang rắn không lâu. Dựt xà thi thể chỗ, một đạo như quỷ mị thân ảnh từ trong bóng tối xuất hiện. Bóng người người mặc hắc bào, tản ra ung tùng quỷ khí, trên mặt mang theo mặt quỷ thanh đồng mặt nạ. Hắn quan sát tình hình bên dưới tình hình, hướng hang rắn phương hướng nhìn lại, mới vừa bước ra một bước, hắn chợt có cảm giác, hướng một phương hướng khác nhìn lại. Nơi xa, giữa không trung, một đóa bạch vân bay tới mặc áo xanh lão giả mang theo ba tên đệ tử nhanh chóng tiếp cận. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 43 Ngươi là phía trước nữ hoa. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ly Giang kiếm phái. Mặt quỷ nam tử nhíu mày. Ngẫm lại, hướng về sau lùi một bước, thân ảnh lần nữa biến mất ở trong bóng tối. Cũng liền tại hắn sau khi biến mất không lâu, Bạch Vân tiếp cận phát giác được dị dạng, hàng hạ thân ảnh, quan sát chu vi. Chuyện gì xảy ra, nơi này làm sao như mới vừa phát sinh một trận đại chiến. Duy nhất cầm kiếm nữ tử nói. Rất phía trước, hơi lớn tuổi nam tử nói. Chẳng lẽ bị người nhanh chân đến trước? Cái kia chu quả. Từ trưởng lão xua tay, mình thì hướng giựt xà hố to bên cạnh mà đến. Nhìn xem giựt xà trách rưới thân thể, hắn rất là kinh ngạc lại nhìn tình huống chung quanh một chút lông mi nhảy lên loại uy lực này chỉ sợ sẽ là mình cũng khó đón lấy động thủ người vượt qua ôn dưỡng cảnh thần thông cảnh là chất biến cảnh giới đệ nhất cảnh được xưng là ôn dưỡng cảnh ý là lột xác phía sau tiêu hóa cùng thích ứng đệ nhị cảnh là kim đan cảnh đạt tới cảnh giới này chính là cường giả chân chính từ trưởng lão sắc mặt âm tình bất định nếu thật là kim đang cảnh cường giả xuất thủ hắn cũng chỉ có thể nhận dù là chu quả bản thân trân quý đối với bọn hắn mười phần trọng yếu có thể như tình thế bức người hắn cũng sẽ không thật đầu thiết nhưng dù thế nào đi chăng nữa chung quy muốn mắt thấy mới là thật cùng lão phu cùng một chỗ nhập động nhìn xem hắn trầm giọng nói dẫn ba tên đệ tử nhanh chóng tiến lên không có người chú ý ở tại bọn hắn tiến lên lúc trong bóng tối một đạo hắc ám hình bóng theo mặt đất chui vào chui vào tên kia ly giang kiếm phái nam đệ tử hình bóng bên trong ẩn núp bốn người tốc độ cực nhanh đi tới cửa động đang chuẩn bị tiến vào linh lung cùng thạch đậu đậu từ trong đó đi ra song phương đồng thời dừng bước lại đối mắt nhìn nhau tràn diện quỷ dị yên tĩnh là ngươi trước tiên đánh vỡ yên tĩnh là từ trưởng lão hắn nhận ra linh lung một mặt kinh ngạc Đồng thời, Linh Lung cũng nhận ra lão đầu này. Ánh mắt hơi đổi, trong lòng bắt đầu suy tư. "Tỷ tỷ, người biết bọn hắn?" Thạch Đầu Đầu cảnh giác nhìn xem Ly Giang kiếm phái đám người, nhỏ giọng hỏi. Linh Lung kiên quyết lắc đầu. "Không biết." Từ trưởng lão khẽ vuốt sợi râu, vô số suy nghĩ từng cái hiện lên. Hắn nhớ kỹ, cô gái này là hàng băng tuyệt mạch, phía trước thời điểm còn bị Huyền Âm Tông tàn hung truy sát nàng không chết. Thoạt nhìn không những sống rất tốt, nguyên khí so với lần trước gặp lúc còn càng hùng hậu. Hàng băng tuyệt mạch tu luyện không phải là tự tìm cái chết sao? Hắn phát hiện lần trước chưa chú ý tới điểm mù. Cũng là bởi vì lần trước tàn hung xuất hiện quá mức trùng hợp, tăng thêm huyền âm tông thanh danh, nhưng hắn không muốn tham gia, liền không có có nghĩ lại. Suy nghĩ cẩn thận, nàng xuất hiện tại thanh thạch thành bên trong liền đã luyện khí năm tầng, thực lực càng là đáng sợ nàng hàng băng tuyệt mạch được chữa. Tại đại hoang bên trong có kỳ ngộ. Từ trưởng lão trong lòng lập tức sản sinh loại ý nghĩ này. Đồng thời lạnh xuống thu đồ để chi tâm lại thân thiện lên. Được chữa hàng băng tuyệt mạch, thiên phú không kém hơn bất luận cái gì thiên kiêu. Nhưng hắn cũng không xúc động. Bởi vì không biết Linh Lung gặp được đến tột cùng là bực nào kỳ ngộ. Là vừa tốt có thể chữa trị hàng băng tuyệt mạch dược vật, hoặc là một chỗ di tích lại hoặc tiên nhân động phủ. Hoặc là, bị trong đại hoang một lão quái vật thu làm đồ đệ. Hắn biết, vô tận trong đại hoang trừ yêu thú, di tích, cùng các loại dị tộc bên ngoài, cũng có rất nhiều tại bên ngoài sinh sống không nổi ma đạo cử phách. Hoặc vì các loại nguyên nhân ẩn cư tiên đạo cao nhân. Khó đảm bảo cái này linh lung không phải vận khí nghịch thiên, bái nhập một người trong đó môn hạ. Không có xác định phía trước, hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ hơn nữa hiện tại trọng yếu nhất là chu quả hạ lạc hắn thay đổi ấm áp biểu lộ hỏi nữ hoa các ngươi là từ bên trong đi ra thạch đầu đầu trợn mắt trừng một cái nói tiếp lão đầu ngươi là mắt mù sao một câu đem từ trưởng lão nghẹn gần chết phía sau hắn càng tiểu nam đệ tử tức khắc tiến lên một bước giận quát nói làm càng lại dám cùng trưởng lão nói như vậy nói xong hắn một tiếng quát nhẹ, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kiếm quan chém xuống. Từ trưởng lão cũng không ngăn cản. Tỷ tỷ cứu mạng. Thạch đậu đậu vô cùng chân thực, kinh hô một tiếng trốn ở linh lung sau lưng. Kiếm quan tiếp cận, linh lung như thiểm điện xuất thủ. Ken. Một tiếng vang nhỏ, nàng hai ngón khẽ kẹp, trường kiếm ngưng trệ tại nàng trước mặt. Sắc mặt nàng lạnh dần, một cổ hàng khí từ đầu ngón tay phát ra, trên trường kiếm cuối cùng ngưng tụ một tầng băng sương, nhanh chóng khuếch tán. Tên nam tử này đệ tử kinh hải, trên tay pháp quyết liên tục biến hóa, muốn thu hồi trường kiếm. Băng sương khuếch tán, trường kiếm không phản ứng chút nào. Linh lung hừ nhẹ, hướng bên cạnh hất lên, làm một tiếng rơi vào trong chạy đá, cắt thành hai đoạn. Ta kiếm. Tên đệ tử này biến sắc mặt, thần sắc tức giận. Vương sư đệ. Hắn trước mặt lớn tuổi hơn Ly Giang đệ tử tiến lên một bước, hừ lạnh nói: "Yêu nữ, lại dám hủy sư đệ ta pháp khí." Hắn vừa nhấc tay, có kim sắc kiếm khí ngưng tụ, liền muốn xuất thủ. Từ trưởng lão giơ tay lên đem hắn cản xuống. Hắn thật sâu mắt nhìn Linh Lung, nhớ lần trước, cái này nữ oa lấy luyện khí 5 tầng tu vi vượt cấp nghiền ép quách hoài. Lúc này mới bao lâu không gặp, cuối cùng so với phía trước lại lợi hại rất nhiều. Người này họ vương đệ tử, tu vi mặc dù cũng là luyện khí sáu tầng, nhưng so với quách hoại càng thêm tinh thâm. Mười hai đầu kinh mạch, đã cô động mười đầu, tiếp cận ngưng mạch đại viên mãn. Hắn càng xem càng ưa thích, nếu là mình đệ tử, chỉ sợ có thể làm cho mình tại môn phái nội địa bước càng tiến một bước. Nhưng hắn đây cũng không phải là hắn cản xuống sau lưng nam đệ tử nguyên nhân. Cái này nam đệ tử tên là Khúc Kính, nhiều được xưng là Khúc Sư Huynh là trong nội môn đệ tử người nổi bật, luyện khí chính tầng, thần biến cảnh. Tư trưởng lão suy đoán phụ cận có một cái đánh vết vực xà kim đang cảnh cao thủ. Sợ người này chính là Linh Lung trưởng bối, thậm chí sư phụ. Sợ khúc kính xuất thủ vạn nhất tổn thương Linh Lung, chọc giận người này cường giả bí ẩn không tốt. Về phần phía trước không ngăn cản, là tên kia họ Vương đệ tử dù sao thực lực chênh lệch, hắn tùy thời có năng lực kết thúc công việc cũng đúng lúc nhìn xem linh lung thực lực bây giờ nữ hoa động bên trong chu quả có hay không rơi xuống ngươi trong tay từ trưởng lão cũng không nói nhảm nói thẳng hắn tính toán rõ ràng nếu thật có cường giả bí ẩn hắn liền cùng đối phương nói điều kiện nghĩ đến lấy ly giang kiếm phái tên tuổi coi như đàm phán không thành đối phương cũng không dám như thế nào nếu không có cường giả bí ẩn hoặc là đối phương cũng đã trước tiên rời đi vậy thì càng dễ xử lý chu quả hắn tình thế bắt buộc. Thậm chí, đem người này vì linh lung nữ qua cùng một chỗ lao đi, cũng chưa chắc không thể. Chỉ nhìn phía sau nàng cái kia toàn thân bùn đất nhỏ qua, liền biết bọn họ bình thường thời gian gian khổ. Lại thêm nàng hiện tại tuổi tác, đi ly gian kiếm phái qua mấy thiên ngày tốt lành, nơi này sự tình tự nhiên liền quên. Linh Lung suy tư, đột nhiên đổi biểu lộ, lộ ra nụ cười. Tiền bối là tới tiền chu quả a, à, nói sớm a. À miễn cho hiểu lầm, ta liền đem chu quả tặng cho tiền bối. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 44 Có bản lĩnh liền đuổi tới. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tặng cho ta. Từ trưởng lão sững sờ, có chút hoài nghi. Nhưng xem đối phương chân thành bộ dáng, hắn lại có chút không chắc. Chẳng lẽ là phía trước chém vết giật xa cường giả cũng đã rời đi, nàng không muốn ăn thiệt thòi trước mắt ngược lại có khả năng. Xem thanh thạch thành biểu hiện, nàng ngược lại nhảy bén. Phía sau hắn ba tên đệ tử ngược lại cảm thấy bình thường. Ly Giang kiếm phái tên tuổi, liền nên như vậy. Linh lung bên này mỉm cười, một phen trưởng, một mai đỏ rực trái cây xuất hiện. Mùi thơm nhát bốn phía. Tiểu hoàng tỷ Thạch đậu đậu kéo kéo nàng y phục. Linh lung bất động thanh sắc vỗ vỗ hắn tay, cho một ánh mắt ám chỉ hắn tức khắc biết nghe lời xảo chu quả ly giang nữ đệ tử tức khắc lên tiếng kinh hô khúc sư huynh càng là hô hấp cứng lại ánh mắt thay đổi nóng bỏng hắn là luyện khí chín tầng chỉ kém tích lũy nhưng cảnh giới này cần lượng lớn nguyên khí nhường hắn chụng bước như hôm nay đạt được chu quả luyện ra tụ linh đan chính mình tiến vào thần thông cảnh thời gian đem rút ngắn thật nhiều cái này chất lượng sợ không phải có ngàn năm ngay cả từ trưởng lão cũng theo bản năng buông lỏng. Xem ra đối phương là thật thừa nhận. Thức thời, rõ ràng tiếng thối. Quả nhiên là một cái hạt giống tốt. Hắn đối với Linh Lung càng thêm hài lòng. Bất quá tại xác nhận nàng sư thừa phía trước không có ý định cưỡng ép động thủ. Đồng thời hắn nhớ tới, phía trước đối phương giống như đề cập qua nàng môn phái gọi huyền tông. Mới vừa bởi vì chu quả sự tình ngược lại quên một cái căn bản chưa từng nghe nói môn phái. Linh lung một tay ném đi, chu quả hướng từ trưởng lão bay đi. Hắn vội vàng tiếp nhận, lộ ra nụ cười. Đang muốn tán thưởng Linh lung thức thời, hỏi lại nàng có nguyện ý hay không cùng chính mình về ly giang. Lại đột nhiên ý thức được không đúng. Ánh mắt của hắn đột biến, nhìn về phía trong tay chu quả. Thình linh nhìn thấy, thế này sao lại là cái gì chu quả, rõ ràng là một trương phù triện không gió tự cháy, chữ truyện viết sách chữ hỏa sáng lên. Thiên hỏa phù. Tránh ra. Hắn vung lên tay, sức lực phong đem ba tên đệ tử đẩy đi ra. Bản thân là hừ lạnh, một vòng vô hình nguyên khí từ đạo bào khuếch tán. Âm. Một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời, nhiệt lượng quét sạch bát hoang. Từ trưởng lão cả người đều bị hỏa trụ bao khỏa. Đậu đậu, chạy. Ở đối phương tiếp được chu quả, đồng thời linh lung liền một trương thần hành phù áp vào thạch đậu đậu trên lưng mình cũng thiếp một trương hóa thành hai đạo bóng đen hướng nơi xa lao đi tốc độ nhanh chóng liền âm hiểu nhất chạy tung vân báo đều cảm thấy không bằng đây là hai nàng giữ nhà bản sự phía sau hỏa trụ tiếp tục số dây theo trung tâm từ trưởng lão một trưởng chém ra đột nhiên bạo liệt bản thân hắn có một chút chật vật phẫn nộ phi thường trong lòng mới mọc lên đối với Linh Lung một điểm hảo cảm không còn sót lại chút gì. Đây là một mai luyện khí chín tầng thiên hỏa phù. Cũng là Linh Lung trong tay luyện khí chín tầng giai đoạn cuối cùng một trương. Phía trước đánh vết dựt xa dùng ba tấm khôi lỗi phù, hai tấm thiên lôi phù, một trương thiên hỏa phù. Lại thêm tờ này cùng chạy trốn hai tấm thần hành phù. Giang Phạm ban cho nàng chín tấm luyện khí chín tầng phù triện liền dùng hết. Trưởng lão ba tên ly giang đệ tử tiếp đón. Phía trước bị linh lung kiếm gãy đệ tử cả giận nói. Cái này yêu nữ thật to gan, lại dám trêu đùa trưởng lão. Khúc sư huynh cũng nói. Trưởng lão, chu quả xác định tại nàng trong tay, truy đi. Từ trưởng lão hừ nhẹ, nhìn xem bàn tay, có một chút cháy đen. Nhưng trừ cái đó ra, hắn cũng không nhận đến thực chất tổn thương. Hắn tu vi tại thần thông cảnh cấp 1 cũng chính là ôn dưỡng cảnh. So với dược xà càng cường đại mấy lần. Luyện khí chính tầng phù triện không cách nào chân chính tổn thương đến hắn. Hắn chẳng qua là hiếu kỳ, vừa rồi Linh Lung dùng thủ đoạn gì giấu giếm được hắn. Luyện khí kỳ huyễn thuật, có thể rất khó giấu giếm được ánh mắt hắn. Bất quá hiện tại cũng không phải là cân nhắc vào lúc này. Hắn cũng đã xác nhận, phụ cận không có cái gì kim đang cảnh cao thủ. Nếu có, cái kia nữ hoa không phải là loại phản ứng này. Hắn nâng mắt nhìn đi, linh lung hai người thân ảnh đã biến mất tại tan mộc trong rừng. Hắn hừ lạnh nói. Cho rằng như vậy liền trốn được. Một đóa cương vân ngưng tụ, liền ba tên đệ tử cũng cùng một chỗ mang lên, hướng hai người chạy trốn phương hướng đuổi theo. Tiểu hoàng tỷ, bọn họ mau đuổi theo đến. Phi tóc trong chạy trốn, thạch đầu đầu sau này bên cạnh không trung liếc mắt một cái, nhất thời kinh hoảng trước đây hắn mặc dù tìm đường chết, còn thật không có làm qua lớn như vậy chết. Lão đầu kia, chân thật thần thông cảnh. Linh Lung cũng dùng khóe mắt liếc qua hướng về sau nhìn lại, trong lòng cảm giác nặng nề. Các nàng hiện tại tốc độ cực nhanh, luyện khí chính tầng thần hành phù bên dưới, bất kỳ chướng ngại nào đều như dẫm trên đất bằng. Theo nàng ước đoán, lấy loại tốc độ này trở lại đạo quán, chỉ cần muốn khoảng một canh giờ. Vấn đề là, đối phương sẽ cho nàng một canh giờ sao? Nàng không có cùng thần thông cảnh cường giả giao qua tay, không có cụ thể khái niệm. Nhưng lần trước bị tàn hung truy sát, đối với cái kia luyện khí chính tầng phi thiên giả xoa khắc sâu ấn tượng. Nếu không phải mình cơ trí cộng thêm một điểm vận khí, nàng không cách nào bình an trốn về đạo quán. Nữ hoa, các ngươi trốn không thoát. Giao ra chu quả, cùng lão phu về ly giang, có thể bảo vệ tính mạng trên bầu trời, từ trưởng lão thanh âm cuồn cuộn mà đến. Tự như tại bốn phương tám hướng đủ vang, hướng trong chạy trốn hai người đè ép mà đến. Thạch đậu đầu kêu trên một tiếng, chỉ cảm thấy sọ não một mộng, tốc độ tự nhiên chậm lại. Giữa không trung, từ trưởng lão một tay khẽ vồ, nguyên khí phòng lên, hóa thành một đạo hoàng bừng bừng bàn tay lớn hướng hai người bắt bên dưới. Thủ đoạn thần thông, không thể ngăn chặn. Linh lung quay đầu, mỗi loại biện pháp hiện lên, lại bị nàng từng cái phủ định tại bàn tay lớn hạ xuống một cái chớp mắt nàng kéo một phát đậu đậu đem hắn kéo xuống phía sau mình quát nhẹ một tiếng ngọc bội tỏa ánh sáng một vòng vô hình lồng khí đưa nàng bao phủ nguyên khí bàn tay lớn bắt bên dưới mới vừa khép lại liền đụng vào lồng khí bên trên ầm một tiếng bàn tay lớn hóa thành nguyên khí tiêu tán nhưng lại không có pháp đột phá lồng khí phòng ngự từ trưởng lão kinh hô Địa giai pháp bảo. Còn không chờ hắn chấn kinh xong, Linh lung một tay một nắm, Ngọc Phù Trần lên tay, hung hăng vung ra. Trong tiếng thét gào, thiên địa tái đi. Bụi ti tăng vọt, hóa thành trăm trượng hướng bọn họ rút tới. Không khí ngưng trệ, ba tên ly giang đệ tử đồng thời run sợ, như muốn đại nạn lâm đầu. Lại một kiện địa giai pháp bảo. Từ trưởng lão kém chút cắn được đầu lưỡi, ánh mắt đều thay đổi không lo được suy nghĩ, bụi ti tiếp cận, hắn một tiếng bạo quát, ngón tay ngưng tụ, hóa thành một đạo vô hình lợi kiếm nghênh tiếp. Chói tai tiếng xuất hiện. Sắt thép va chạm. Cường đại dư âm từ giữa không trung khuếch tán. Từ trưởng lão kêu trên, dưới chân cương vân lại không cách nào duy trì, đột nhiên vậy tiêu tán. Ba tên ly giang đệ tử rơi xuống. Tại rơi xuống đất phía trước nhau nhau thi triển thủ đoạn đứng vững, ngược lại không phát sinh ra người ngã chết thảm kịch. Từ trưởng lão cũng rơi xuống, thần sắc cùng phía trước lại không giống nhau. Nhiều vẻ ngưng trọng, càng nhiều một ít tham lam. Nhưng bọn hắn trước mắt, một mảnh nồng vụ dâng lên, che đậy ánh mắt. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 45 Tiểu Hoàng Tỷ, đi theo ta. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lại là một môn tân thần thông từ trưởng lão khẽ cau mày hắn phát hiện phía trước chính mình đối với linh lung nhận biết quá mức nông cạn thật tiếp xúc phía sau mới phát giác thực lực đối phương đã không phải đồng dạng thiên kiêu có thể so sánh luyện khí kỳ mỗi một môn thần thông tu luyện đều là rất khó lại không đề cập tới phía trước nàng giấu giếm được chính mình huyễn thuật liền nói tại thanh thạch thành thể hiện ra công kích thần thông cùng hiện tại sương mù đều là luyện khí kỳ không thể thấy nhiều đặc biệt là sương mù này khí, cuối cùng thật có thể che đậy ánh mắt của mình, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, hắn mặc dù không có chuyên môn tu luyện qua đồng thuộc loại thần thông, nhưng cũng là chân chính thần thông cảnh cường giả. Có thế đối với hắn có hiệu quả, bản thân liền chứng minh bất phàm. Nàng tu luyện công pháp, nhất định cấp bậc cực cao. Lại thêm phía trước trong tay hai kiện địa giai pháp bảo. Linh lung bối cảnh trong lòng hắn đường thẳng đề cao có thể càng là như vậy, hắn vượt không được có thể đối đầu mới rời đi. Nếu như phía trước chỉ là đơn thuần muốn chu quả, hiện tại là bị hai kiện địa giai pháp bảo che đậy hai mắt. Đây chính là địa giai pháp bảo A, thoạt nhìn cấp bậc còn không thấp. Nếu có thể bị hắn đạt được, tại toàn bộ ly giang kiếm phái, hắn đều có thể càng tiến một bước. Nói không chừng liền có thể tiến vào trưởng lão các. Hắn còn không biết đạo hai cái này kiện đều là địa giai pháp bảo thượng phẩm, không phải vậy hiện tại cũng đã điên cuồng hít sâu khẩu khí trong nháy mắt phun ra cuồng phong quét sạch dâng lên không lâu sương mù mỏng manh trong nháy mắt bị thổi tan nhưng không thấy linh lung cùng thạch đậu đậu thân ảnh từ trưởng lão cười lạnh một tiếng chạy trốn ngược lại có một bộ nhưng thật có thể trốn được sao hắn lần nữa dậm chân một cái tiêu tán cương vân lần nữa ngưng tụ nâng ba tên đệ tử lên không vận dụng hết thị lực phương viên đông đảo thu hết vào mắt. Quả nhiên, ngoài 10 dặm, hai cái chấm đen nhỏ mượn sơn lâm nơi bí ẩn, nhanh chóng hướng phương xa chạy trốn. Hắn một tiếng hừ nhẹ, cương vân nhanh chóng lao xuống, lại đuổi theo. Trong lòng, đã lên sát niệm. Giết người đoạt bảo loại sự tình này, mặc dù tự khoe là danh môn chính phái hắn không hay làm, nhưng đại hoang bên trong hoang tàn vắng vẻ, ngẫu nhiên động thủ cũng chưa chắc không thể. Cho dù nàng thật có cái gì bối cảnh, chỉ cần mình đầu đuôi làm sạch cũng chưa chắc sẽ bị tìm được coi như thật tìm được có ly giang kiếm phái xem như hậu thuẫn hắn cũng cũng không sợ đại hoang nội ẩn cư giả cái nào trên thân không có điểm bê bối thật bên trên ly giang cũng chưa chắc dám đâu tiểu hoàng tỷ tiếp tục như vậy không được a à. một bên chạy trốn thạch đậu đậu một bên lưu ý đã phát hiện các nàng lại bại lộ linh lung cũng biết có thể hiện tại nàng cũng không có càng dễ làm hơn pháp chín tấm phù triện cũng đã sử dụng hết luyện khí bảy tầng phù triện ngược lại có lại căn bản không được việc lại thêm phía trước cùng dựt xà đại chiến lại sử dụng tới hai lần thái âm ngọc bội cùng ngọc phù trần thể nội nguyên khí cũng tiêu hao kịch liệt theo nàng ước đoán còn lại nguyên khí đại khái còn có thể sử dụng ngọc bội cùng phù trần mỗi cái một lần lần đậu đầu chúng ta tách ra đi bọn hắn mục tiêu là ta, ta đi dẫn dắt trời đi bọn họ. Linh lung ngẫm lại, ngữ khí kiên định nói. Nàng ánh mắt nghiêm túc, hiển nhiên hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Đừng xem bình thường nàng tại gian phàm trước mặt ngốc manh, tại đầu đầu trước mặt xấu bụng, tại bên ngoài càng thêm nhạy bén, thậm chí xuất thủ quyết đoán, tâm tư cẩn thận. Nhưng trên bản chất, nàng vẫn là cái kia lần thứ nhất gặp mặt liền lo lắng liên lụy gian phàm thiện tâm nữ hài thạch đậu đậu sững sờ bên dưới, thật sâu liếc nhìn nạn một cái, kiên quyết lắc đầu. Hắn cười nói. Ta thạch đậu đậu không sợ trời, không sợ đất, vứt bỏ bằng hữu một mình chạy loại sự tình này là vạn vạn làm không được. Huống chi, chúng ta cũng không nhất định liền bị bắt lấy đâu. Hắn nói xong, da tóc chạy đến linh lung phía trước, chuyển phương hướng. Tiểu hoàng tỷ, đi theo ta. Linh lung do dự bên dưới, cái này không phải hướng đạo quán phương hướng sau một khắc nàng không chút do dự theo sau không chốc lát nàng nhìn thấy một cái sơn cốc mơ hồ trong đó có hương hoa tràn ra linh lung sững sờ cái này địa phương nàng quá quen là nàng và thạch đậu đậu lần thứ nhất trộm mật ông sơn cốc cũng là về sau các nàng gặp mặt địa phương vào lúc này tới nơi này làm gì thạch đậu đậu không có dừng lại trực tiếp hướng sơn cốc bên trong phóng đi hai người nhanh chóng đi vào đậu đậu đến cái này làm gì thạch đậu đậu cười một tiếng từ trước ngực xuất ra một cái bình nhỏ lần trước mật ông ta còn lại bên dưới điểm hàng tồn linh lung trong nháy mắt vậy sát theo đó lại không thể tin tưởng cái này ăn hàng lại có thể đem ly hỏa mật cho lưu đến hiện tại minh bạch hắn muốn làm gì hai người nhanh chóng hướng cốc bên trong mà đến phía sau từ trưởng lão bốn người chưa cách bao lâu liền đuổi theo vừa lên núi cốc liền bị cái này đầy đất mê tiên lộ chấn kinh nữ đệ tử kinh hô nơi này cuối cùng có nhiều như vậy mê tiên lộ tại bên ngoài mê tiên lộ là một loại công dụng rộng rãi dược liệu rất nhiều đan dược đều muốn dùng đến vị này phụ dược mặc dù không có ngược lại trân quý trình độ giá cả cũng không rẻ nơi này lại có tràn đầy nhất sơn cốc tư trưởng lão ngược lại lạnh nhạt ánh mắt quét qua tìm được trước hai người bọn họ lại nói nhanh chóng hướng cốc bên trong phóng đi sơn cốc này là một cái điển hình hồ lô hình vượt qua tầng thứ nhất tầng thứ hai mới hiển hiện mới vừa bước vào liền có tiếng ong ong vang lên từng cái ly hỏa phong nhấp nhô bận rộn tư trưởng lão thứ liếc mắt liền phát hiện linh lung hai người đứng ở cốc bên trong phần cuối cũng không thoát khỏi đi hoặc tránh né từ bỏ. Ý niệm mới vừa nhún, liền gặp một cái bình nhỏ xông tới mặt. Không phải bất luận cái gì thần thông hoặc pháp thuật, tự như một cái hài đồng hướng ngươi ném cục gạch. Căn bản không cần hắn xuất thủ, sau lưng nam đệ tử đã bước ra một bước, một tay chém một nhát, đem lon này trảm phá. Thâm ngọc vị phiêu tán, vàng tươi mật ông chiếu xuống, dù là hắn tránh nhanh, cũng bị tiêm nhiễm không ít. Cũng liền tại ném ra ngoài bình đồng thời, Thạch đầu đầu bên này cũng đã dơ lên một khối đá lớn, hung hăng hướng tổ ông to lớn đập tới. Ầm một tiếng, tổ ông bị nện ra một cái động lớn, lung lay sắp đổ. Linh Lung động tác nhanh chóng, hai tấm ẩn thân phụ xuất ra, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ phát sinh quá nhanh, ngay cả từ trưởng lão đều kinh ngạc. Tiếng ông ông vang lên. Hắn xuống ý thức liếc mắt, thình lình nhìn thấy phô thiên cái địa hắc vân đánh tới bị mật ong mùi thơm hấp dẫn, Ly Hỏa Phong theo bản năng đem bọn hắn xem như hung thủ. Ly Hỏa Phong Từ trưởng lão sắc mặt thay đổi, hắn hiển nhiên biết loại vật này phiền phức. Nhưng cũng đã không kịp. Một tiếng quát nhẹ, hắn hai tay tỏa ra kiếm quan. Vừa nhấc tay, Hắc Vân bị xóa đi tầng một. Hắn trong lòng càng tức giận. Hai cái tiểu bối, quả thực như hoạt không lưu thu cá chạch. Các loại bắt đến các nàng, không phải làm cho các nàng biết được trêu đùa chính mình giá cao. Thừa dịp thời gian, Linh Lung hai người nhanh chóng leo lên rời đi sơn cốc, hướng đạo quán đảo ngược bỏ chạy. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 46 Tức giận gian phàm Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Linh Lung cùng thạch đậu đầu hai người trốn nhanh chóng. Địa hình chung quanh, hai người sớm đã vậy các nàng không rõ sở ly hỏa phong có thể kéo đối phương bao lâu. Chỉ có thể mau chóng trốn. Cũng may luyện khí chính tầng thần hành phù hiệu quả rõ rệt. Các nàng tốc độ, gần như bình thường gấp ba. Ước sau 15 phút, sơn cốc bên trong truyền đến một tiếng bạo phá. Một phần ba sơn cốc đổ sụp. Từ trưởng lão mang theo ba tên đệ tử thân ảnh dâng lên. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Bị hai cái luyện khí kỳ tiểu bối trêu đùa, quả thực là cực đại nhục nhã. Không có bất luận cái gì lưu thủ ý tứ, hắn tốc độ cao nhất đuổi theo. Bất quá trong khoảng thời gian này, ngược lại đầy đủ linh lung cùng Thạch Đậu Đậu kéo ra không ngắn cự ly. Không biết trốn bao lâu. Linh Lung hai người là không quan tâm đi tính toán thời gian, chỉ cảm thấy gì thường dài dằng dặc. Lúc nào cũng có thể bị đối phương đuổi kịp. Trên đường nếu không phải Thạch Đậu Đậu nhảy bén, hai lần cố ý đem đối phương hướng thần thông cảnh yêu thú lãnh địa dẫn, chỉ sợ sớm đã bị bắt. Dù là như vậy, Linh Lung cũng lại dùng một lần thái âm ngọc bội. Trong chạy trốn, trước mắt đột nhiên mở mang. Sơn cuối đường đầu, một ngọn dãy núi, chỗ đỉnh núi một tòa đạo quán cao chót vót, tự như tuyên cổ trường tồn. Linh Lung vui vẻ, căn bản không đợi được đạt, chẳng qua là tiếp cận 10 dặm phạm vi liền lớn tiếng kêu gào lên. Sư phụ, Cứu mạng a." Thạch Đậu Đậu nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái, cách xa như vậy, sư phụ nàng thật có thể nghe thấy sao? Còn tại Nghi Hoặc, cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi. Cuối cùng xuất hiện tại một tòa đại điện bên trong. Nội điện cổ điển, có chút trống trải, chỉ ở chính giữa có một tòa nghi như ngọc thạch chế tạo lư hương. "Sư phụ." Linh Lung tiếng kêu đem hắn thu suy nghĩ lại, lúc này mới hậu tri hậu giác hít vào ngụm khí lạnh mới vừa cái kia một màn, là trống ở giữa chuyển đổi. Làm sao bây giờ đến? Hắn nhìn về phía linh lung sư phụ, ra ngoài ý định tuổi trẻ. Cùng hắn tưởng tượng bên trong lão đầu tóc hoa râm không giống nhau chút nào. Ken, nhắc nhở đạo hoàng, phát hiện hoang cổ thánh mạch, hy vọng mau chóng thu nhập môn hạ. Tại thạch đậu đậu nhìn về phía Giang Phạm lúc, Giang Phạm cũng chú ý tới đứa trẻ này. Nghe được hệ thống nhắc nhở, ánh mắt của hắn cục xuống, cũng không có biểu thị thật sâu liếc hắn một cái cái nhìn này nhường thạch đậu đậu theo bản năng rút lại cái cổ chỉ cảm thấy chính mình hết thảy đều bị nhìn xuyên lại không có bí mật có thể nói hắn khuôn mặt nhỏ hơi bạch tiểu hoàng tỷ sư phụ thật đáng sợ cũng may một con mắt hắn sẽ thu hồi ánh mắt sư phụ có người ở truy chúng ta liền tại bên ngoài còn muốn đem ta chọc tới cái gì ly giang đúng bọn họ còn muốn cướp sư phụ chu quả Linh Lung ở một bên nhanh chóng mở miệng, cực giống hướng lão sư mách lẻo tiểu học sinh. Vừa nói, nàng một bên đáng thương nhìn xem Giang Phàm, còn kém lau nước mắt. Thạch đậu đậu ở một bên xem ngốc. "Không phải, tiểu hoàng tỷ, cùng ta cùng một chỗ lúc ngươi không phải như vậy a?" À. Giang Phàm đột nhiên cười, nụ cười ấm áp, để cho người ta như mọc xuân phong. "Như vậy a, à, vì sư biết." Hắn không có nhiều lời, ngữ khí cũng rất nhẹ chẳng qua là chiêu chiêu tay, ngọc bội bên trong tự nhiên có một cây phù trần bay ra, bị hắn nắm chặt. Linh lung nhưng trong nháy mắt cảm thấy an tâm. Đồng thời lặng lẽ quay người, hướng thạch đậu đậu làm cái mặt nạ quỷ, tâm tình thật tốt. Nàng biết, đây là gian phạm tức giận biểu lộ. Cái kia mấy cái ly gian kiếm phái người muốn xui xẻo. Phù trần tới tay, gian phạm dáng người càng lộ vẻ phiêu giật, ánh mắt lạnh nhạt hướng bên ngoài đại điện nhìn lại cũng nhưng vào lúc này, đạo quán ngoài 10 dặm. Từ trưởng lão ấn bên dưới cương vân, rơi vào chỗ này trống trải cỏ hoang bên trên. Trưởng lão, các nàng đột nhiên biến mất. Ly Giang nữ đệ tử nghi ngờ nói. Từ trưởng lão chưa hề nói pháp, mà là theo chồng râu, hướng nơi xa đỉnh núi đạo quán nhìn lại. Khúc sư huynh cũng đồng thời chú ý tới, chỉ vào đạo quán nói. Trưởng lão, cái kia tòa đạo quán, sẽ không phải là cô bé kia sư môn hai gã khác ly giang đệ tử cũng liền bận biểu nhìn lại, mười dặm cự ly, ước chừng thấy rõ hình dáng. Nhưng cũng có thể chứng kiến, cái này tòa đạo quán đồng thời không lớn. Nữ đệ tử có chút xem thường nói. Đem một tòa phá đạo quán xây ở loại này địa phương, liền xem như, cũng là nghèo túng tiểu môn tiểu phái. Khúc sư huynh không có nói tiếp, mà là thấp giọng nói. Trưởng lão, là không phải muốn đi cái kia tòa đạo quán nhìn xem từ trưởng lão ngắt lấy chòm râu, không có mở miệng. Hắn cũng đang suy tư. Hắn ngược lại sẽ không đem nữ đệ tử vô tri thật sự. Đại hoang bên trong ngoà hổ tàng long, mặc dù loại này cự ly cũng không tính xâm nhập, nhưng ai cũng không biết là có phải có cao nhân ẩn cư. Chỉ nhìn linh lung trên thân hai kiện địa giai pháp bảo, cùng đủ loại phù triện cùng thần thông, hắn cũng không dám nữa khinh thường đối phương sư môn. Phía trước toàn bộ kế hoạch, cũng đều là xây dựng ở đối phương không có trưởng bối không ở bên người. Nhưng tới tay thịt béo bay, hắn lại có chút không cam lòng, nhất thời lâm vào lưỡng nan. Hơn nữa cái này tòa đạo quán vẻn vẹn từ bề ngoại quan sát, thật sự nhìn không ra có cao nhân cư trú dấu hiệu. liền tại hắn còn tại suy tư thời điểm, tứ phía đột nhiên truyền đến lạnh nhạt thanh âm. Chư vị, đứng ở trước cửa lại không nhập, ngược lại lộ vẻ tại hạ không có đạo đại khách, mời vào bên trong một lần thanh âm bình tĩnh lại mỗi một chữ đều dị thường rõ ràng như trực tiếp tại não hải xuất hiện từ trưởng lão sắc mặt đột biến không chút nghĩ ngợi liền hai tay trống không xuất hiện màu trắng cương vân hiển hiện chở bốn người liền muốn rời đi hắn đi quyết đoán cũng không quay đầu lại chẳng qua là hắn chưa chú ý tới sớm tại phía trước hắn suy nghĩ thời điểm mười dặm phạm vi bên trong liền nổi lên tầng một sương mù cương vân tốc độ cực nhanh Sức lực phong gào thét mà qua. Chỉ trong chốc lát, liền rời đi đạo quán phạm vi cực xa. Hắn lúc này mới đem tốc độ chậm lại. Khúc sư huynh kinh nghi nói: "Trưởng lão, vì sao loại phản ứng này? Chẳng lẽ cô bé kia trưởng bối so với ngài còn mạnh hơn?" Từ trưởng lão nói: "Không thể xác nhận, nhưng người nhóm cần biết, hôm nay bên dưới to lớn cao nhân vô số. Ta mặc dù thành tựu thần thông" nhưng so với ta cường giả đếm không hết chỗ kia dù sao cũng là bọn họ bạn không cứng quá đụng dù sao biết địa phương về sau làm đủ chuẩn bị lại đến chính là ly giang nam đệ tử gật đầu vuốt mông ngựa nói vẫn là từ trưởng lão mưu tính sâu xa cũng được lần này trước hết tha bọn họ một lần chỉ tiếc chu quả không thể đắc thủ không đi một chuyến từ trưởng lão cười khẽ một tiếng lại bay một hồi Lúc này mới vung lên tay hướng xuống chưa dứt đi. Mới vừa rơi xuống đất, bốn người đột nhiên cảm giác không đúng. Liền như đại mộng mới tỉnh, trước mắt cảnh trí tự nhiên biến hóa. Bọn họ cuối cùng xuất hiện tại một chỗ chân núi. Ngẩng đầu nhìn lại, uốn lượn đường núi phần cuối, một tòa cổ điển đạo quán lẳng lặng cao chót vót. Từ trưởng lão sắc mặt triệt để thay đổi. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 47 kết một thiện duyên tốt. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện. Chấm audio. Trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Ly Giang Nam đệ tử hỏi, bọn họ cũng là lần đầu đụng phải loại tình huống này, không khỏi hoảng hốt. Từ trưởng lão nhìn về phía đỉnh núi đạo quán, ánh mắt lấp lánh. Sau đó, hắn nhìn bốn phía, gặp sương mù bốc lên, trong lòng ngầm có so đo. Nguyên lai like như vậy, từ bước vào nơi này một khắc này liền đi vào trận pháp sao? Loại này không có dấu vết mà tìm kiếm thủ đoạn, tại hắn nghĩ đến cũng chỉ có thể là trận pháp. Không phải vậy cho dù là thần thông để thất cảnh, động thiên cảnh cường giả, cũng không cách nào nhường hắn không có chút nào phát giác. Xem ra là một cái ẩn thế tông phái, chỉ có thể một lần xong. Hạ quyết định quyết tâm, hắn ra vẻ lạnh nhạt cười nói. Không sao, đã chủ nhân cho mời, chúng ta đi tới một hồi chính là ly giang kiếm phái cuối cùng đại phái cũng không thể không có cấp bậc lễ nghĩa gặp trưởng lão bộ giáng ba tên đệ tử an tâm một chút đặc biệt là nghe được ly giang kiếm phái tên tuổi về sau trong lòng sức mạnh càng đầy một điểm đúng vậy a à, sau lưng mình chính là có chỗ dựa đối phương không có trực tiếp động thủ ước đoán cũng là có lo lắng đã như vậy cũng liền không có gì đáng sợ ở trong lòng cưỡng ép vì chính mình đánh khí bốn người hướng đỉnh núi bước đi. Lần này từ trưởng lão không có lựa chọn giá vân, bất quá đều là người tu hành, phía trên núi tốc độ cực nhanh. Bất quá 20 phút, bọn họ tiếp cận đạo quán. Trên đường đi, từ trưởng lão lưu tâm hai bên, nghĩ thông suốt qua chi tiết nhìn ra đạo quán sâu cạn. Đồng dạng môn phái, tại phạm vi bên trong, đều sẽ gia trị cấm chế, hoặc phô trương cầu thang, tiến hành quý hiếm vật liệu phụ trợ, tại chỗ rất nhỏ hiển lộ rõ ràng nội tình liền như ly giang kiếm phái thu đồ để lúc nổi tiếng đạp thiên đường chính là lấy tử anh lót đá đệm trên đường đi các loại kỳ cảnh huyễn trận hoàn toàn hiển lộ rõ ràng đại phái khí tượng nhưng hắn cái này một đường lại càng mở càng nghi hoặc dưới chân đường mòn hoang vu uốn lượn thậm chí ngay cả đường đều gọi không lên hai bên cũng là bụi cỏ dài sinh nhìn không ra một điểm tiên nhà khí tượng ngược lại là lụi bại cảm giác mười phần không giống như là môn phái lánh đời trái lại như thôn hoang vắng giả điếm đi tới đạo quán phía trước đại môn đóng chặt hắn ngẩng đầu nhìn lại tử tiêu cung ly giang nữ đệ tử nhẹ giọng đọc lên hướng bên mình hai cái sư huynh đệ nhìn lại hai tên đệ tử khác cùng nhau lắc đầu ra hiệu chưa từng nghe thấy từ trưởng lão cũng khổ sở suy nghĩ chính mình là không ở đâu chút ít trong điển tịch gặp qua cái tên này hoặc nghe vị nào trưởng lão đồng môn nhắc qua không thu hoạch được gì im ắng hơi thở bên trong, đại môn mở rộng. Không người nói chuyện, cũng không mời. Bốn người ánh mắt giao lưu bên dưới, từ trưởng lão trước tiên bước vào. Đạo quán so với trong tưởng tượng càng nhỏ, lúc đầu là một cái quảng trường, trải phiến đá, xử lý ngược lại làm sạch. Có thể trừ cái đó ra, chỉ có vài cọng ngô đồng tô điểm, có chút trống trải. Qua quảng trường, chính là cung điện. Từ trưởng lão không do dự, dẫn đệ tử tiến vào trong điện cũng không lớn, một chút chính là quét hết. Không có cung phụng tượng thần, chỉ có một cái cổ điển chữ đạo. Phía dưới có bồ đoàn, trong điện là một cái như ngọc hương lô, đang chậm chậm tung bay khói khí. Lúc này bồ đoàn phía trước có một bóng người đứng thẳng, cầm trong tay phù trần, tiên phong đạo cốt. Từ trưởng lão sau khi thấy sững sờ, người này cũng không tránh khỏi tuổi còn rất trẻ. Tuy nói người tu hành có thuật trú nhang, có thể thực lực chân chính cao thâm người, ngoại trừ một chút tu luyện công pháp đặc thù, đại bộ phận cũng không phải là người trẻ tuổi tư thái. Hắn cũng không chắc, ánh mắt hướng bên cạnh nhìn lại. Cái kia hai cái nữ oa đang đứng ở bên cạnh hắn. Trong lòng xác định, hắn đạo mạo nghiêm trang đánh cái chắp tay. Ly Giang kiếm phái từ Thế Tông, gặp qua đạo hữu. Giang Phạm đứng tại chỗ, phù trần đạp trên vai, hơi cười nhìn xem hắn, đồng thời không đáp lễ. Giữa sân yên tĩnh, bầu không khí có chút ngưng trọng. Khúc sư huynh lúc này tiến lên một bước, lên tiếng nói. Ngươi người này thật vô lễ, mời ta nhóm đến đây, không có trà ghế dựa liền coi như, trưởng lão chúng ta cùng ngươi hành lễ, ngươi lại ngay cả lời nói cũng không về. Bên này là quý tông đạo đại khách sao? Hắn lời nói này nói nghĩa chính ngôn từ, đơn giản là vì phá vỡ cục diện bế tắc. Mới vừa bầu không khí quá ngưng trọng, hắn có thể cảm giác mỗi một giây không khí phản phất đều đang thay đổi nặng. Đạo đại khách. Giang Phạm tươi cười hỏi ngược một câu. Nếu là đâu? Khúc sư huynh cứng lại, bị sặc nói không ra lời. Từ trưởng lão vung tay đem hắn cản xuống, cười nói. Đạo hữu, hạ tất cùng tiểu bối chấp nhặt. Phía trước một chút hiểu lầm, lão phu cùng ngươi cùng cái không phải, không bằng cùng ta ly giang kiếm phái kết một thiện duyên, như thế nào? Hắn nói xong, bất động thanh sắc đem trên tay phải một chiếc nhẫn nhắm ngay Giang phàm. Nói phải nhẫn, giới thủ rèn luyện lại tựa như mặt kính, phản chiếu ra Giang phàm hình chiếu, lóe ra bạch quang. Từ trưởng lão thoáng nhìn, ánh mắt ngưng tụ, trong lòng nổi lên những ý nghĩ khác. Chiếc nhẫn này là hắn đạt được một kiện phụ trợ địa giai pháp bảo. Tác dụng rất đơn giản, có thể dò xét người khác tu vi. Cũng không thể chính xác, lại thắng ở bí ẩn. Bạch quan đại biểu luyện khí cảnh. Tử quan đại biểu thần thông cảnh. Ngũ sắc là đại biểu chân tiên cảnh. Người trẻ tuổi này, rõ ràng chẳng qua là một cái luyện khí kỳ tu sĩ. Hắn là làm sao làm được mới vừa loại kia chuyển đổi không gian hành vi. Từ trưởng lão trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ. Đến hắn loại này niên kỷ, trên cơ bản chính là nhân tinh. Nhớ lại năng lực vô cùng cường đại. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến hợp lý đáp án đây là một cái đi đại vận người trẻ tuổi hắn đây là nhặt được một chỗ di tích cái này đạo quán bởi vậy cho nên là một vị nào đó đại năng động phủ bị hắn ngẫu nhiên đạt được vì thế năng lực cố làm ra vẻ muốn hù dọa chính mình đám người về phần mới vừa thủ đoạn bởi vậy cho nên là cái này đạo tràng tự mang trận pháp hắn chẳng qua là lợi dụng trận pháp lực lượng cái này cũng hoàng mỹ giải thích trên đường đi kiến thức muốn minh bạch nơi đây hắn trong lòng đại định thậm chí sản sinh một loại nào đó những ý nghĩ khác loại cơ duyên này quả thực có thể ngộ nhưng không thể cầu tại một cái luyện khí kỳ tiểu bối trong tay quả thực bạo khiển thiên vật như mình có thể túng lấy đến sợ không phải tức khắc bước lên trưởng lão các hạng nhất trưởng lão bất quá không thể xúc động không biết cái này luyện khí kỳ tiểu tử cỡ nào thiếu chỗ tốt vạn nhất lật thuyền trong mương liền không tốt bất quá coi như lại nhiều lấy hắn luyện khí kỳ thực lực lại có thể phát huy nhiều ít nghĩ đến nơi này hắn không tên lực lượng mười phần thay đổi phía trước tâm tính nhỏ độ lắc lắc cán đều thẳng không ít gian phàm tự nhiên không biết cái kia loạn thất bát tao nhớ lại chẳng qua là cười nói kết một thiện duyên tốt nghe nói như thế ly gian trong lòng mọi người buông lỏng Quả nhiên, đối phương vẫn là e ngại Ly Giang Kiếm phái tên tuổi. Chỉ cần các ngươi tự phế tu vi, dâng ra trên thân toàn bộ bảo vật, lại hướng ta đồ đệ dập đầu nhận lầm, cuối cùng khóa lại tay chân, tại đạo quán bên trong làm nô trăm năm, bản tọa liền có thể cùng ngươi nhóm kết một thiện duyên. Cái gì? Ba tên đệ tử kinh hô. Từ trưởng lão càng là giận dữ. Tiểu Bối, chớ có khinh người quá đáng. Giang phàm ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo làm sao, các ngươi là không nguyện ý. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 48 Nhưng các ngươi trưởng môn tự mình đến. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Làm sao, các ngươi là không nguyện ý. Theo Giang Phạm lời nói, đại điện bên trong đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, không khí bắt đầu ngưng trệ. Từ trưởng lão sắc mặt tái xanh, cười lạnh nói. Tiểu bối, xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng ta ly giang kiếm phái đối đầu. Giang phạm mặt không chút thay đổi nói. Điều kiện cũng đã mở ra, đã các ngươi không muốn tiếp nhận, bản tọa cũng lực bất tòng tâm. Tốt, rất tốt. Từ trưởng lão cười lạnh liên tục. Ánh mắt của hắn hướng sau lưng đệ tử ra hiệu. Ba tên đệ tử tâm lĩnh thần sẽ, đột nhiên xuất thủ. Thân pháp tự như ti chấp tản ra, hóa thành ba đạo tàn ảnh từ khác biệt phương hướng hướng gian phạm đánh tới. Một cái luyện khí sáu tầng, ngưng mạch. Một cái luyện khí bảy tầng, ngưng sát. Một cái luyện khí chín tầng, thần biến. Ba người cùng dùng ly gian kiếm quyết, hiển hách gặp khắp thiên kiếm quan thoáng cái. Ẩn dấu ở trong kiếm quan là một đạo ngưng như thực chất kiếm khí, xé rách không khí, đâm thẳng mà đến. Là khúc sư huynh. Hai người khác chẳng qua là trợ công, vì hắn cung cấp yểm hộ, chỉ có hắn kiếm khí, mới thật sự là sát chiêu. Giang Phạm vẫn như cũ hơi cười, đối mặt kiếm quan, con mắt cũng không nháy một thoáng. Ai? Khẽ than thở một tiếng, không gian đột nhiên ngưng. Thời gian phản phất như là như đình chỉ, kiếm khí, bóng người, đồng loạt ngừng giữa không trung. Giang Phạm trong tay phù trần tùy ý vung lên. Kiếm tán, người lui. Liên tục ba tiếng, ba tên ly giang đệ tử như diều đức dây bay ngược, đụng vào đại điện trên vách tường. Cường đại lực trùng kích đem vách tường đều xô ra vết trách. Vài giây sau, ba đạo nhân ảnh rơi xuống đất, tiên huyết phun ra, dãy dù lấy muốn đứng lên, lại không có thành công. Tốt lợi hại. Thạch đậu đậu che miệng kinh hô. Mới vừa toàn bộ phát sinh cực nhanh, nhưng giang phạm hời hợt kia chiêu thức vẫn đem hắn rung động. Vô luận là thôn vẫn là đại hoang hắn chưa bao giờ thấy qua loại này cử trọng nhược khinh chiến đấu. Linh lung nghe được hắn cảm thán, hai mắt đều cười chỗ ngoặt, so với nàng chính mình đạt được tán dương còn vui vẻ. Thấp giọng khoe khoang nói. Đây coi là cái gì, sư phụ ta còn có càng lợi hại đâu. Khúc sư huynh co quắp trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều đoạn, đề không nổi một điểm lực khí, huyết dịch tràn ra, tại hắn thân bên dưới rót thành vũng máu hắn dùng tận lực khí hướng từ trưởng lão nhìn lại. Mới vừa là từ trưởng lão ra hiệu bọn họ động thủ. Lại vì cái gì tại phía trước không thay bọn họ ngăn cản xuống công kích. Nhưng mà, từ trưởng lão lúc này bản thân khó đảm bảo. Mồ hôi lạnh trên trán tràn ra, thân thể cứng tại tại chỗ, không dám vọng động mảy may. Sau lưng của hắn, Giang Phạm chẳng biết lúc nào xuất hiện, liền như vậy sát vào cổng đứng thẳng. Nhưng hậu bối thăm dò, đây chính là danh môn chính phái trưởng lão gây nên. Giang Phạm nhếch mép lên mỉa mai. Ngươi! Ngươi! Từ trưởng lão thanh âm trung động nguy, một câu hoàn chỉnh lời nói cũng khó khăn lấy nói ra. Chu vi, áp lực vô hình hướng hắn đè ép, liền xây dịch một bước đều khó khăn. Hắn lúc này mới thình lình phát hiện, chính mình phía trước hoàn toàn muốn sai. Đối phương thế nào lại là luyện khí cảnh tu sĩ, lại tại sao có thể là luyện khí cảnh tu sĩ? chẳng qua là hối hận đã muộn hiện tại duy nhất có thể làm chính là một thanh cắn lấy đầu lưỡi đau đớn cùng huyết tinh gây mũi thể nội nguyên khí mạnh mẽ bộc phát đột nhiên quay người hắn bạo quát một tiếng một chưởng hướng gian phạm đánh tới nguyên khí bành trướng liên tục chồng chất bảy lần mang theo không thể ngăn chặn chi uy đánh tới địa giai hạ phẩm thần thông huyền nguyên thất điệp chưởng chưởng phong chưa đến gian phạm dưới chân địa mặt đã bị gãy ra vết trách Đại điện đều có hơi lay động. Giang Phàm nhíu nhíu mày, hắn phát hiện, Đạo Quán ngăn chặn ngoại giới năng lực công kích rất mạnh. Lần trước cùng Thái Âm một đạo quân một trận chiến, Đạo Quán chưa nhận mấy mây tổn thương. Nhưng từ nội bộ, Đạo Quán liền cùng phổ thông phòng ở không sai biệt lắm. Ân, ừ, hơi cứng rắn như vậy mấy lần. Một trưởng đã gần kề tiếp cận cái tráng, hắn còn đang suy nghĩ những cái này râu ria không đáng kể. Sau đó hắn tùy ý giơ tay lên một điểm. Ba. Từ trưởng lão một trưởng đột nhiên ngừng. Không hề có điềm báo trước, hắn tay phải mạnh mẽ nổ tung, hóa thành một đám mưa máu. Không có người thấy rõ gian phạm là làm sao động thủ, cũng không biết hắn là có hay không có xuất thủ. Từ trưởng lão thân ảnh bay ngược, tay phải đau đớn nhường hắn khuôn mặt vặn vẹo. Nhưng nhìn hắn không thể những thứ này. Trong đầu chỉ có một cái suy nghĩ. Trốn trốn về ly giang kiếm phái. Con sót lại trái tay dựng thẳng thành kiếm chỉ, quát lớn một tiếng, trên trăm đạo kiếm khí bị hắn bổ ra. Những cái này kiếm luồng khí xoáy chuyển tổ hợp, hóa thành một đạo xoay quanh kiếm trận, đem Giang Phạm vây ở chính giữa. Bản thân hắn là trong nháy mắt xông ra, vừa nhấc tay một thanh trường kiếm từ hắn trong dây lưng xông ra, người kiếm hợp một buổi sáng ngoài điện bỏ chạy. Muốn chạy, lao đi sao? Giang Phạm mỉm cười trong tay phù trần quét qua, ba một tiếng, vần quanh kiếm khí bị đánh nát. Đồng thời phù trần bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, tại từ trưởng lão xông ra đại điện phía trước trong nháy mắt đuổi kịp. Co lại, người kiếm tách trời. Một trói, trói buộc đối phương. Giang phạm hất lên, từ trưởng lão thân ảnh bay ngược trở về, trùng điệp nện ở mặt đất. Ngô. Hắn rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra tiên huyết, chỉ cảm thấy toàn thân không có không đau, thể nội ngũ tạng đều bị ngã sai vị. Đồng thời hắn kinh hải phát hiện, chính mình nguyên khí bị phong ấn. Dù thế nào đi chăng nữa điều động, đều không thể cảm giác được một ít. Nhìn xem Giang Phạm tiếp cận, trong mắt lóe lên sợ hãi. Đem toàn bộ mắt thấy khúc sư huynh lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tuyệt vọng nhắm mắt lại. Xong, hết thảy đều xong. Liên thần thông cảnh từ trưởng lão đều bị đối phương nghiền ép bọn họ lại bằng cái gì có thể đào tẩu? Sớm biết như vậy, lúc trước liền không nên đuổi theo. Không, căn bản không nên đến đại hoang. Nơi này căn bản không phải người nên đến địa phương. Giang phàm trên cao nhìn xuống nhìn xem từ trưởng lão, bấm tay nhất câu, từ trưởng lão trên tay nhẫn rơi vào trong tay hắn. Dò xét một chút, hắn cười nói. Một kiện có thể dò xét người tu vi pháp bảo, cũng không tệ đồ vật, nhưng đáng tiếc, lần này ngươi xem nhìn lầm từ trưởng lão nghiến răng nghiến lợi tới mức này hắn đã triệt để tuyệt vọng chỉ có thể cả giận nói dết ta nhóm ngươi sẽ không sợ ly giang kiếm phái trả thù sao ly giang kiếm phái giang phàm kỳ quái hỏi lại từ trưởng lão chỉ có thể bắt lấy cái này duy nhất cây cỏ cứu mạng trầm giọng nói không sai ly giang kiếm phái là vân châu tông phái lớn số một cao thủ như vân nếu ngươi dết ta nhóm Đợi đến môn phái cao thủ đến đây, phút chốc ở giữa liền muốn ngươi cái này đạo quán hóa thành bột mịn. Như vậy a? À? Giang phàm nhìn Như Lâm vào suy tư. Từ trưởng lão trong lòng vui vẻ, vội vàng nói: "Nếu ngươi có thể thả ta nhóm rời đi, hôm nay sự tình, lão phu có thể xem như không có phát sinh." Giang phàm hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi ngược lại nhắc nhở ta, Ly Giang kiếm phái phải không, ta tại sao phải sợ bọn hắn không biết đâu? hắn quay đầu nói. Linh lung, đi hậu viện lấy chút ít thương dược đến, cho cái kia ai hơi trị một thoáng, đừng để bọn họ chết. Hắn tiện tay một điểm, chỉ vào ba cái kia đệ tử. Về sau để bọn hắn một cá nhân trở về, cho Ly Giang kiếm phái mang hộ cái lời nói. liền nói bọn họ người tại ta huyền tông trên tay, muốn người sống, liền để bọn họ trưởng môn mang đủ tiền chuột, tự mình đến nhà xin lỗi. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 49. Có vật gì tốt đều lấy ra. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Để cho ta nhóm trưởng môn tự mình đến. Từ trưởng lão công ngươi có vào, nhìn về phía gian phạm ánh mắt tự như người điên. Hắn biết mình đang nói cái gì không? Ly gian trưởng môn, cái kia là toàn bộ thiên hạ đều ít có đại nhân vật. Là chân chính nằm ở đỉnh cường giả tuyệt thế. Đến cái này tòa nhỏ đạo quán còn muốn hắn chịu nhận lỗi người điên thật là từ đầu đến đuôi người điên hắn làm giòn nằm miệng không nói đồng thời trong lòng cũng có như vậy một ít may mắn như đối phương nói phải thật đem tin tức truyền về kiếm phái trưởng môn chưa chắc trở về nhưng nhất định sẽ kinh động càng cường đại cao thủ đến lúc đó nói không chừng liền có cơ hội được cứu ra sau kiến còn tham sinh huống chi hắn cái này tu thành thần thông đại tu sĩ lúc này nhắm mắt, không còn nói chút ít sẽ chọc giận gian phạm lời nói. Linh lung đáp một tiếng, quay người liền muốn hướng hậu viện mà đến. Thạch đậu đậu hoài nghi liếc nhìn nàng một cái. Linh lung. Nàng bước chân cứng lại, quay đầu hoàn toàn cười nói. Tiểu hoàng là ta nhũ danh a, à, nhũ danh, ha ha. Nói xong, nàng chạy cũng tự như hướng hậu viện mà đến. Chốc lát, nàng chạy trở lại, trong tay bưng lấy một cái bình nhỏ. Bên trong đều là chút ít bên trong ngày thường Linh Lung nhắc lấy dược thảo, bị Giang Phạm tiện tay làm thành đơn giản trị thương dược. Thuộc về nhàm chán chi tác. Dù sao hắn và Linh Lung cũng sẽ không dùng. Vừa vặn hôm nay lấy ra thí nghiệm. Ba tên ly giang đệ tử đều không có ngất đi, lại đều tổn thương cực trọng. Bao quát vừa rồi Giang Phạm một phen, bọn hắn cũng đều nghe được, biết đối phương muốn tìm một cái người trở lại ly giang báo tin mặc dù cảm thấy đối phương lần này thao tác không thể nào hiểu được, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ dân lên cầu sinh dục. Nhìn xem Linh Lung thân ảnh tiếp cận, trong lòng hoàn toàn lẩm bẩm nàng hướng chính mình đi tới. Có thể sống sót, so với cái gì đều trọng yếu. Sau đó, khúc sư huynh cùng tên kia nam đệ tử liền gặp được nàng bước chân hơi dừng, trên người bọn hắn đảo qua về sau, đi đến tên nữ đệ tử kia bên cạnh ngồi xổm bên dưới hai tên đệ tử kém chút đồng thời thổ huyết. Cái này dựa vào cái gì? Còn mang kỳ thị sao? Nữ đệ tử mừng rỡ không thôi, nhưng nàng không dám nói lời nào, liền nhìn như vậy linh lung, ngay cả một điểm oán trách ánh mắt cũng không dám hiển lộ. Sau đó, nàng xem gặp linh lung mở ra bình thuốc, bên trong chứa một đống tối như mực bùng hình dáng thảo dược. Còn tản ra hôi thối. Sắc mặt nàng lúc này thay đổi. Xác định đây là trị thương bôi ở trên vết thương sẽ chết người chứ." Nàng nhìn thấy Linh Lung không thèm quan tâm dùng thì đào ra một khối, liền muốn hướng nàng trên vết thương thoa đi. Cố nén sợ hãi, nàng yếu ớt nói: "Tiên tử, ta trước ngực có tổn thương dược." "Hả?" Linh Lung liếc nhìn nàng một cái, không chút do dự hướng nàng trước ngực sờ soạn. Bị thương nặng, Linh Lung lại không có cố ý cân nhắc nàng cảm thụ, thương nàng toát ra mồ hôi lạnh chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn tan ra thành từng mảnh, cũng không dám có câu oán hận nào. Hai cái bình sứ bị nàng mò ra. Nữ đệ tử vội vàng nhỏ giọng nói. Bình hoa cái kia là chữa trị đan, thoa ngoại da, bình trắng cái kia là tiểu hoàng đan, uống thuốc. Linh lung ánh mắt sáng lên, cầm lấy hai bình đan dược tại trước mắt lão đảo, còn giống như có không ít. Nàng không chút do dự cất vào chính mình trước ngực, lại đem lên đen xì bình thuốc không phải, đó là ta cứu mạng dược. Nữ đệ tử khóc không ra nước mắt. Mới vừa cầm lấy bình thuốc, Linh Lung đột nhiên lại nhớ tới cái gì, hướng hai tên nam đệ tử nhìn sang. Hai người các ngươi, có vật gì tốt sao? Ban đầu cũng đã tuyệt vọng hai người đột nhiên cháy lên hy vọng, cho là nạn thay đổi chủ ý. Tên kia tuổi tác hơi tiểu nam đệ tử lập tức nói. Có, có, ta cái này cũng có trị thương dược, ta còn có một cái bong bóng cá, là dùng dao nhân vây cá luyện chế có thể làm cho người tránh nước một canh giờ hắn vốn còn muốn nói mình có một thanh sắp tế luyện luật cũ khí phi kiếm nhưng đáng tiếc bị ngươi làm gãy cân nhắc đến mạng nhỏ mình hắn quyết đoán im miệng linh lung đi đến bên cạnh hắn có chút ghét bỏ nhìn xem trên người hắn vết máu tự cầm ra nam đệ tử kém chút thổ huyết ta muốn là có thể động còn có thể là như bây giờ sao nhưng hắn không dám nói cố nén đau đớn, hướng chính mình trước ngực móc đi, giang nàng đem đang dược và dao vây cá lấy ra. Linh lung đoạt lấy đến, trong tay dâng lên hơi nước, đem phía trên vết máu thanh tẩy, cũng thu lại. Nàng ánh mắt nhìn về phía cuối cùng khúc sư huynh. Đối phương sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Thân là luyện khí chính tầng cao thủ, hắn giá trị bản thân không thể nghi ngờ phong phú rất nhiều. Không riêng xuất ra một thanh nhân giai trung phẩm đoạn kiếm, đang dược càng là trọn vẹn năm bình phẩm chất cũng càng tốt hơn, bên trong đó có một bình đại hoàng đan. Trừ cái đó ra, hắn còn có một bộ phi châm, cũng là nhân giai trung phẩm, tổng cộng có 12 cây, phối hợp kiếm quyết quy lực còn có thể tăng cường, cũng có thể đơn độc sử dụng. Linh Lung rất là hài lòng, trực tiếp thu hồi. Khúc sư huynh tha thiết nhìn xem nàng, chính mình máu bản đều lấy ra, có thể hay không tuyển hắn trở về. Sau đó, Linh Lung lại đi đến tên nữ đệ tử kia trước mặt ngồi sổng bên dưới. Khúc sư huynh chỉ cảm thấy chính mình khóe mắt bị nước mắt mờ nhạt. Không để ý tới tên nữ đệ tử này tuyệt vọng ánh mắt, Linh Lung trực tiếp đem đen xì thảo dược thoa ở trên người nàng. Kịch liệt bỗng cảm giác, nàng theo bản năng đau kêu thành tiếng. Nhân lúc nàng há miệng, Linh Lung lại đem một mảng lớn thảo dược nhét vào miệng nàng bên trong. Nước mắt đều bị sặc ra đến, vừa đắng vừa chát còn nương theo một cổ hôi thối nàng chỉ cảm thấy đây là chính mình nếm qua khó ăn nhất đồ vật đại khái ăn phân cũng bất quá như vậy qua loa xử lý hoàn tất linh lung đứng dậy nhanh chóng trở lại gian phạm bên mình hiến vật quý một dạng đem mới vừa dọa dẫm đến đồ vật lấy ra đưa tới sư phụ đây đều là bọn họ hiếu kính ngài gian phạm lúc này trong tay đang cầm một cái đai lưng là từ trưởng lão hắn phát hiện đây là một kiện trữ vật pháp bảo bất quá bên trong không gian vô cùng nhỏ chỉ có một mét khối chi phối so với chính mình nhẫn kém xa phẩm giai cũng chỉ là nhân giai thượng phẩm bất quá đồ bên trong ngược lại có chút ít Giang phàm tùy ý quét mắt một vòng chuẩn bị đợi chút lại cẩn thận kiểm tra chứng kiến linh lung hiến vật quý hắn chẳng qua là quét mắt một vòng liền cười nói chính mình thu lại đi Linh Lung lúc này mới vui thích đem đồ vật phóng tới Ngọc Perry. Sau đó không lâu, phía trước được chữa trị tên nữ đệ tử kia lão đảo đứng lên. Nàng hơi kinh ngạc, cái kia dược lại thật có hiệu. Mặc dù nàng vẫn tổn thương cực trọng, cũng đã trải qua có thể di động, lực khí cũng tại phục hồi từ từ. Còn không đợi nàng hoàn hồn, một vệt sáng xanh chợt bay tới, phi tóc chui vào nàng cái trán. Thể nội phát lạnh. Giang phạm thanh âm vang lên ngươi trở về cho ly giang trưởng môn chuyển lời dựa theo tu vi bao quát ngươi tại bên trong một tên luyện khí kỳ đệ tử một kiện địa giai pháp bảo cái này thần thông cảnh lão đầu một kiện thiên giai pháp bảo mặt khác nhưng hắn tự mình đến nhà xin lỗi nữ đệ tử cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì còn nữa ngươi chỉ có 7 ngày thời gian mới vừa cái kia đạo nguyên khí là ta thiên thần nguyên khí như 7 ngày bên trong ngươi không trở lại liền sẽ kinh mạch đông kết mà chết. Nữ đệ tử mạnh mẽ ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 50 Thật là thơm. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nghe nói chỉ có 7 ngày mạng sống thời gian. Nữ đệ tử trong lòng chỗ tối sinh vui sướng không còn sót lại chút gì. Lấy nàng hiện tại trạng thái, làm sao có khả năng tại 7 ngày bên trong chạy về ly gian chớ đừng nhắc tới lại chạy về chẳng qua là tất cả những thứ này cũng không tại gian phạm cân nhắc phạm vi bên trong phu trần quét qua thân thể nàng bị cuốn lấy bay ngược mà ra gào thét phong thanh từ bên tai lướt qua một cái hoảng hốt nàng trùng điệp rơi xuống đất đã là đạo quán ngoài mười dặm không lo được trên thân đau đớn nàng cuốn quýt đứng dậy đơn giản phân rõ phía dưới hướng liền hướng phương xa bỏ chạy nhanh lên ly khai cái này cái địa phương Nơi này quả thực là ma quật. Đạo quán bên trong đuổi cái này báo tin. Toàn bộ khôi phục lại bình tĩnh. Ba tên Ly Giang kiếm phái người, lúc này cũng đã sắc mặt như tro tàn. Tất cả đều nhắm mắt giả chết. Cho dù không giả chết, lấy bọn họ thương thế cũng làm không được cái gì. Linh Lung xem bọn hắn một chút hỏi: "Sư phụ, cái này ba cái người làm sao xử lý?" Giang Phàm tùy ý nói: "Phong tu vi" Lòng cái chiếc lồng trước tiên giam giữ đi bảy ngày sau ly giang kiếm phái không đến chục người liền tùy tiện đào hố chôn từ trưởng lão một thanh khí không có đề lên kém chút lại là một thanh máu chính mình đường đường đại phái trưởng lão liền xem như bị bắt cũng nên có phải có thể diện mới là đạo nhân này lại muốn đem chính mình như súc sinh một dạng nhốt vào chiếc lồng quả thực là vô cùng nhục nhã trong lòng hắn bi phẫn trên mặt cũng không dám có chút nào biểu hiện dù sao trong lòng còn có như vậy một ít chờ mong, bảy ngày sau, Ly Giang kiếm phái cao thủ đến đây chính là chính mình một chút hy vọng sống. Trong lòng hắn yên lặng cầu nguyện, hy vọng tên nữ đệ tử kia nhất định muốn trước ở bảy ngày bên trong trở về. Linh lung đến Giang phàm mệnh lệnh, tràn đầy phấn khởi chuẩn bị đồng thủ. Đồng thời chào hỏi một tiếng. Đầu đầu, đến giúp bận biểu. Đạo quán không có chiếc lồng, các nàng đến hiện làm. Đối với chuyện này, hai người biểu hiện ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Mang theo ba người liền hướng phía sau núi mà đến. Đại điện bên trong còn lại gian phạm một người. Hắn vung lên tay, nội điện vì chiến đấu bị phá hủy chỗ nhanh chóng chữa trị. Ghét bỏ mắt nhìn trong tay đai lưng, trực tiếp ném xuống đất. Mặc dù tạm thời đem sự tình xử lý hoàn tất, bất quá tiếp theo sự tình còn xa chưa kết thúc. Sở dĩ nhường một cá nhân trở về báo tin, Giang Phạm cũng là xuất phát từ tự cân nhắc. Căn cứ hắn đối với huyền huyễn thế giới giải khai, như ly giang kiếm phái loại này đại phái, từ trước đại biểu cho phiền phức. Cũng tỉ như lần này từ trưởng lão bọn họ. Dù là Giang Phạm không nhường người trở về, xác nhận bọn họ sau khi mất tích, ly giang kiếm phái cũng nhất định sẽ phái người đến điều tra. Giang Phạm tự nhiên không sợ, vô luận đối phương tới là ai, hắn đều có lòng tin một bàn tay chụp chết. Nhưng vấn đề là, cũng không phải là đập chết một cái liền giải quyết vấn đề. Đối phương nhất định là đánh nhỏ đến lão, phiền phức càng ngày càng nhiều. Mà hắn vô địch phạm vi, lại bị hạn định tại 10 dặm bên trong. Đối phương nếu thật thêm du một dạng từng lớp từng lớp đến, phiền phức không nói đến, về sau có dám hay không nhường linh lung một cá nhân ra ngoài đều muốn suy nghĩ tỉ mỉ. Chớ đừng nhắc tới, bản thân hắn tại có thể ra ngoài thời điểm, cũng muốn đi mở mang bên dưới cái thế giới này đã như vậy nhất định phải coi trọng điểm sách lược phương pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là đem đối phương sức chiến đấu cao nhất dẫn tới triệt để một lần vất vả suốt đời nhàn nhã dù sao thái tổ nói tốt lấy thỏa hiệp cầu hòa bằng là hòa bình vong lấy đấu tranh cầu hòa bằng là hòa bình tồn cũng có thể hiểu thành câu cá chấp pháp cao cấp bản chỉ cần triệt để đánh phục ly giang kiếm phái cao tầng nhường đối phương nhận thức đến chính mình cường đại tin tưởng đối phương tại làm một chuyện gì tình phí trước đều sẽ cân nhắc lại lượng cái này kêu là bảo trì cao cấp lực lượng phương diện uy hiếp vì thế gian phạm biểu hiện càng ương ngành càng phách lối chỉ cần có tương ứng lực lượng làm nền sau cùng đối phương đều sẽ thỏa hiệp đồng thời về sau bên ngoài không còn dám nhắm vào đệ tử của hắn dù sao đối với mới cũng không biết đạo hắn chỉ ở cái này mười dặm phạm vi bên trong mới vô địch mảnh mảnh thôi diễn một lần xác nhận chính mình kế hoạch tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn gian phạm lúc này mới hài lòng gật đầu hắn cảm thấy chính mình thật là lương tâm sư phụ điển hình yên lặng vì đồ đệ mình thao toái tâm không cầu hồi báo đương nhiên dạy bảo đồ đệ phía sau đạt được ban thưởng cũng là hắn vì đến nói lên thu đồ đệ hắn liền nghĩ đến một chuyện khác cái kia chính là cùng linh lung đồng thời trở về thạch đậu đậu hệ thống phía trước nhắc nhở hắn nhưng là một chữ không sót nghe vào trong tai. Chẳng qua là lúc đó Ly Giang kiếm phái người đã tới, liền không có có làm ra phản ứng. Hiện tại sự tình xử lý xong, cần nghiêm túc cân nhắc bên dưới thạch đậu đậu vấn đề. Phía trước Linh Lung khi trở về, cũng cùng hắn nói qua cái này bằng hữu. Trước đây ngược lại cũng không thèm để ý, trái lại cho rằng Linh Lung có thể ở đại hoang nhận biết người bằng hữu cũng không tệ. Hiện tại sao? lại cùng gian phạm bản thân lợi ích tương quan. Nghe được hệ thống nhắc nhở về sau, hắn liền bất động thanh sắc dùng nhất niệm thông vạn pháp quan sát qua tình huống. Đối với thạch đầu đầu tình huống thân thể như lòng bàn tay. Có thể nói, so với nàng chính mình đều muốn giải khai. Cũng minh bạch hoang cổ thánh mạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lại thêm hệ thống đối với thu đồ để phía sau nhất hệ bày ban thưởng. Nhưng hắn rất là tâm động phía trước hắn từng nghĩ tới, chính mình thu độ để muốn thà thiếu không ẩu. Có thể hiện tại, hắn có chút nhớ nói thật là thơm. Lại nói, hoang cổ thánh mạch là so với hàng băng tuyệt mạch càng cường đại trời sinh huyết mạch. Dù là linh lung đã thành hàng băng thiên mạch, thật bàn về đến, cũng bất quá đại khái tương đồng. Là thế gian ít có người chí tôn tư chất, làm sao cũng không tại chớ làm phạm vi này bên trong. Huống chi nàng và linh lung hợp ý, càng là vô cùng tốt bất quá. Chẳng qua là mình không thể chủ động đưa ra thu đồ đệ, không phải vậy có tổn hại cao nhân hình tượng. Ân. Dùng chút ít thủ đoạn thuận tiện. Trong lòng yên lặng đem hai chuyện đã định, hắn tâm tình thật tốt. Mắt nhìn bị ném xuống đất đai lưng, ngón tay khẽ nâng, bên trong đó vật phẩm đều xuất hiện. Đồ vật có mấy kiện, lại không nhiều lắm. Một mét khối không gian, bản thân cũng không cách nào giả trang quá nhiều đồ vật. Ước chừng 10 bình chi phối đang dược, phần lớn là trị thương cùng giải độc, ngược lại là bên trong đó có 3 bình đang dược, nhượng gian phàm hai mắt tỏa sáng. Hồi nguyên đan. Đây là một loại nhân giai thượng phẩm đang dược. Có thể trong chiến đấu khôi phục nhanh chóng nguyên khí tiêu hao, so với trực tiếp hấp thu linh thạch tốt dùng mấy lần. Giá trị không kém. Tiếp theo lại có chút ít linh thạch so với gian phạm trong tay hạ phẩm linh thạch phẩm chất cao hơn không ít. Ước chừng 100 mai trung phẩm linh thạch, 20 mai linh thạch thượng phẩm. Ngoại trừ những cái này, chính là phía trước rơi vào cửa ra vào chui phi kiếm, cũng bị gian phạm dơ tay lên nhận tới. Vẫn là nhân giai thượng phẩm, cùng phía trước thu được kiếm hoàng không sai biệt lắm. Giang phạm chỉ nhìn một chút, liền còn tại một bên. Xem không lên a. À. Hắn phát hiện, cái này ly gian trưởng lão so với chính mình tưởng tượng bên trong nghèo không ít. Ngoại trừ một kiện dùng để dò xét tu vi địa giai hạ phẩm phụ trợ pháp bảo bên ngoài. Toàn thân từ trên xuống dưới lại không có một kiện địa giai pháp bảo. Hắn xoa bóp cái cầm, nhìn xem trong tay phù trần. Chính mình phía trước có phải hay không là đem địa giai pháp bảo muốn giá quá rẻ? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.